Dạ, kính chào cô chú chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Bây giờ là 8 giờ 27 phút buổi sáng ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024. Dạ, như vậy là xong ngày đi học, ngày làm việc hôm nay thì hầu như là người dân sẽ được nghỉ lễ đến 5 ngày. Nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đến 5 ngày. Kỳ nghỉ lễ rất là dài ha. Những ai đi làm sáng thứ bảy thì có thể phải đi làm, nhưng mà tùy, nếu mà ai được cho phép nghỉ luôn thì nghỉ 5 ngày rồi sau đó làm bù sau. Dạ, em đang có mặt ở đây là khu vực chợ Đo Đạt. Chợ Đo Đạt ở phường Bình An, quận 2 cũ, nay thuộc thành phố Thủ Đức. Dạ, đầu video clip xin kính chúc cô chú chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống và chuẩn bị đón những ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên những người thương yêu của mình. Sáng nay thì em ho quá. Chẳng giấu gì cô chú chị, hôm qua cũng có uống một chút bia rượu, mà uống hai thứ chung với nhau nó hơi mệt. Hôm qua cũng có tiệc, có bạn bè nên là uống một chút xíu, nên hôm nay nó ho nhiều lắm. Sáng nay thì định là không đi quay clip cho mọi người xem, nhưng mà không đi quay clip thì nó sẽ bị thiếu video clip, nên là bắt buộc phải quay để cập nhật thông tin cho cô chú chị được biết. Giờ đây đường Trường Não nè, nó đang đông xe. Dạ rồi, giờ mình đi lên cầu Sài Gòn. Đây là bùng binh Trường Não. Buổi sáng ta đi làm nhiều quá nên nó đông xe á chị. Qua cái giờ cao điểm là nó hết đông à. Bây giờ mình đi lên cầu Sài Gòn. Sáng nay nghe nói ở một số nơi nó có một cơn mưa nhỏ, không biết là có mưa hay không. Mưa cỡ vài phút thôi, nghe nói trên Gòi Dấp mưa nhưng mà không biết có mưa hay không. Sáng nay bầu trời nó cũng âm u chút xíu. Ồ, bên kia vừa đèn đỏ quá trời. Chạy thẳng vô đó là vô khu ở Thảo Điền. Giờ mình sẽ đi lên cầu Sài Gòn. Mới đây thì công an cũng triệt phá cái đường dây sản xuất cái loại thuốc mà đề phòng chữa trị đột quỵ đó chị. Thuốc này là thuốc giả do một băng nhóm làm thuốc giả, xong rồi bán ở khu vực Hà Nội với lại tỉnh Thanh Hóa. Từ đầu mùa đến giờ là nhóm này đã đóng gói được khoảng 20.000 hộp rồi, và cái giá trị doanh thu bán là tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Ghê không? Như vậy là có một cái số lượng khá nhiều người đã mua thuốc giả này uống, thì không biết là có giống được đột quỵ hay không. Em nghi là cái này nó lấy thuốc bổ về loại rẻ tiền, xong rồi nó đóng gói
nó ghi là thuốc trị đột quỵ. Đây mấy anh đang quét dọn cầu Sài Gòn. Sắp đến lễ rồi nên là mọi thứ phải sạch sẽ. Bên phải là tuyến metro số 1. Cái thuốc trị đột quỵ sau cái mùa dịch đó là người ta sử dụng nhiều lắm thôi các chị. Sau mùa dịch đó là ai cũng sợ bị đột quỵ. Cộng thêm biến đổi khí hậu nè, thời tiết nắng nóng nè. Người ta lo cho sức khỏe của bản thân và đặc biệt là lo cho sức khỏe của gia đình. Nhà người nào có ông bà cha mẹ đó mà con cái có điều kiện và hiếu thảo là thường thường sẽ mua để ông bà cha mẹ uống. Cái thuốc trị đột quỵ này hình như bên Mỹ nó có một cái viên gì đó, Mỹ hay là Thái Lan gì đó, nó có một cái viên gì đó rất là mắc tiền, nghe đâu là mấy triệu hay là bao nhiêu tiền á, mắc lắm. Uống khoảng 1 đến 2 viên thôi là nó sẽ đề phòng ngăn ngừa được cái nguy cơ đột quỵ, cục máu đông trong não rồi đó. Thì cái thuốc này không có tìm hiểu sâu nên có những chị nào sử dụng rồi hoặc là có tìm hiểu thì có thể chia sẻ để cho mọi người có thêm cái kiến thức. Tại vì bỏ ra một cái số tiền lớn thì người ta cũng ngại, nên nếu mà được chia sẻ thì mọi người sẽ có nhiều thông tin hơn để lựa chọn những cái địa chỉ và những cái thương hiệu thuốc nó đáng tin cậy. Sắp đến lễ rồi nên em thấy mọi người ở các phường đó, người ta ra quân kiểm tra lòng lề đường rồi vệ sinh rồi thẩm mỹ rồi đó, rác rồi là phải dọn hết. Ai mà lấn chiếm lòng lề đường đó là phải dọn dẹp hết. Ồ, đá bậy nè, đó, đá bậy cái này thua rồi, đái ngay mặt tiền đường luôn, đái nhiều quá là cái chỗ đó nó thành một cái bãi, những cái vụn nước đái mà không có thoát được, nó tạo một cái mùi hôi rất là kinh khủng. Cầu Văn Thánh 2 này, Thánh Bèo, Bình Định. Sắp lễ rồi nên thành phố làm gấp gao lắm quá chị. Dẹp lòng lề đường rồi vệ sinh, quét rác cho đường phố sạch đẹp. Đây trường Đại học Công nghệ. Hôm nay học sinh vẫn đi học. Tao bán quá trời đồ ăn. Quán bán quá trời đồ ăn thức uống luôn. Cái lề đường đó, lề đường đó sao không dọn dẹp được ta. Tối qua mình nhậu nhẹt uống rượu bia xong rồi sáng nay cổ họng nó ngứa, nó ho. Cộng thêm mấy bữa đi nắng nữa là hai ba cái nó dồn vô. Đây là vùng bên Hàng Xanh.
Ồ, dừng đèn đỏ lâu quá ta. Đường ở trên Phan Đăng Lưu quá trời đông. Đây cái tư hàng xanh nè, quá trời kẹt xe. Sáng người ta đi làm á, cái gì nên là đường phố nó đông. Qua cái giờ cao điểm á, là khoảng 8 mấy 9 giờ á là nó hết cao điểm. Nó cao điểm tầm 7 rưỡi đến 8 giờ 8 rưỡi. Đây là đường Xô Viết Nghệ Thịnh hướng về cầu Thị Nghè. Mấy cái thuốc giả, sữa giả đồ nhiều lắm rồi các chị. Mấy cái sữa giả lâu lâu là bắt một lô, lâu lâu là bắt một lô. Nó mua ba cái bột của Trung Quốc hay ở đâu á, nó về cái nó đi kiếm mấy cái hộp sữa mà người ta sử dụng rồi á, cái nó về nó thu mua về nó bỏ mấy cái bột sữa vô, cái nó đóng gói nó niêm phong lại. Mà thường thường những cái người đó, những cái người mua là người ta bệnh hoạn mà người ta mua là người ta cũng kém hiểu biết, người ta chỉ mong là mua uống để mau hết bệnh thôi, chứ người ta đâu có nghiệp vụ đâu mà người ta kiểm tra được sữa thiệt hay sữa giả đó, rồi mua cũng lầm rất là nhiều. Nhiều khi uống xong mấy tháng cái năm sau rồi mới biết mình uống lầm, hoặc là có nhiều người uống xong cũng không biết luôn, không biết là mình uống sữa giả luôn. Lúc đó là chữa bệnh bằng niềm tin thôi, thực ra sữa nó đâu có tác dụng gì đâu, hoặc là nó là những cái loại bột sữa mà rẻ tiền á. Sài Gòn bắt đầu nắng lên rồi nè, ở gần 9 giờ là bắt đầu ảnh nắng lên. Bên trái là Thảo Cầm Viên nè,
dịp lễ này cũng có hội chợ ăn uống ẩm thực gì đó, rồi cũng có hình như là mở cửa cho vô miễn phí để chơi ẩm thực hay gì đó. Xôi xéo, xôi bắp, xôi gà. Nắng là phải mưu sinh, phải đứng nắng để mưu sinh, kiếm 100-200 nghề tiền lời. Ốc, lẩu, nước, cuốn bia. Kẹt xe rồi. Đặc sản của Sài Gòn và một số nơi đó là kẹt xe vào giờ cao điểm. Buổi sáng người ta đang đi làm. Khoai mì, cà phê. Quá trời nắng luôn. Nắng mà cái đùi bé kế bên muốn chảy keo luôn. Sữa hạt từ 15 ngàn. Làm ăn cái gì cũng phải có kiên trì. Mình bán vài ngày mà nó ế mà mình bỏ cuộc á là không được. Làm ăn là phải có kiên trì. Bên phải là sân vận động Hoa Lư, sân bóng đá, còn bên trái là đài truyền hình thành phố. À, ngay ngày 30 là nó có cái cuộc đua xe đạp đó quý vị. Bữa đó em ra em quay cuộc đua xe đạp nha. Chuyến cuối cùng nó sẽ về đến đường Lê Duẩn vào buổi trưa ngày 30 tháng 4. Rồi đi tiếp. Đây có nhà thờ Mạnh Thị Nho. Basio. Cái thương hiệu Basio đó thành công rồi đó, mở ra bán rất là ok. Mới đầu làm cho nó nhỏ thôi, cuối cùng ok. Đây ngã tư đường Mạc Đĩnh Chi. Phải rồi trái ra đường Trần Cao Vân, ra đường Trần Cao Vân hồ con rùa. Nhà cho thuê
nguyên ngôi nhà gỗ đẹp quá, và cuối cùng cũng cho thuê luôn rồi. Làm ăn khó khăn là phải trả mặt bằng thôi, chịu không nổi. Mặt bằng càng đẹp thì giá thuê càng cao. Mình đã chạy ra hướng Hồ Con Rùa rồi đó chị. Đặc sản Đà Nẵng ẩm thực rừng. Đây là Hồ Con Rùa, khu vực Hồ Con Rùa. Giờ làm ăn khó khăn lắm chị. Làm mỗi người phải có một cái ý tưởng gì đó. Ý tưởng tốt rồi thì phải đi kèm với lại nguồn vốn mạnh nữa, chứ không thôi là đâu có tiền đâu, thuê mặt bằng để làm. Trước mặt chúng ta là nhà thờ Đức Bà. Này em đi xe khác nó cũng cờ giật. Cái ga của nó chưa có đều ga. Dạ đây là Dinh Độc Lập. Trong Dinh Độc Lập thì có hội trường Thống Nhất. Wow, quá trời mấy em học sinh luôn. Dinh Độc Lập, nhiều người gọi đây là Dinh Thống Nhất nhưng mà thật ra là nó là Dinh Độc Lập. Còn Thống Nhất là hội trường Thống Nhất. Hội trường Thống Nhất là nó nằm ở trong cái dinh để người ta hội họp hội nghị rồi đó. Tiếp khách. Bên nghe Street Food. Chỗ này hôm bữa em vừa hỏi giá nó khoảng 75 triệu một tháng. Giá đó thì không ai chịu nổi rồi. Cao quá. Rồi đèn đỏ nữa. 30 giây. Đây là khu vực tòa án rồi chị. Bên này liên tiếp xử nhiều vụ án
vụ bà Nguyễn Phương Hằng nè, rồi vụ ông Dr. Thanh, ông Dr. Thanh. Ông Dr. Thanh hình như tên là Trần Quý Thanh. Bị phạt nghe đâu là khoảng 8 năm tù. Rồi vụ bà Trương Mỹ Lan nữa. Thịt nướng hả? Rồi ơi, chú bán thịt xiên nướng. Đây chúng ta đang ở khu vực chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành khách du lịch quá trời. Khách du lịch quá trời. Rồi đèn đỏ luôn. Ô nhảy TikTok, nhảy TikTok. Đang livestream cho chợ Bến Thành hay sao á, nhảy là đó, nhảy. Đó, bé đang nhảy à. Để quay cho cô chú chị xem à, con bé đang nhảy nè. Đó, bé đang nhảy. Chợ Bến Thành. Đó, chợ Bến Thành có bé đang nhảy TikTok mà. Bến Thành này có thời gian cũng cho TikToker rồi streamer đồ ra livestream để bán hàng phụ cho mấy tiểu thương á, bán cũng được mấy tỷ bạc á. Chúng ta đang ở đường Trần Hưng Đạo. Đây là trung tâm của quận 1 rồi. Bên trái là Nguyễn Kim, siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Sau quảng cáo một kế hoạch đầu tư lực có cái màn hình LED bự ghê. Đây khu vực Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, rạp hát công nhân. Vua chợ cá, cơ sở 11. Anh ngoại quá. Giờ mấy cái sân, mấy cái bãi đứng trống ở trong tự dụng làm quán xá hết.
cho nó giảm chi phí mặt bằng xuống. Thôi mình phải đây đi, vô đường Nguyễn Cư Trinh. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Dạ rồi, đến đây em xin phép kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn đã đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và cảm thấy có nhiều thông tin thú vị khi xem clip của đường phố Sài Gòn. Có điều gì sơ xuất hoặc là chưa hoàn thiện thì mong cô chú chị và các bạn comment để đóng góp để các video clip tiếp theo của đường phố Sài Gòn được hấp dẫn hơn. Dạ, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được chân thành kính chào.